Trên màn hình của quý vị là đội hình xuất phát của U21 Sông Lam Nghệ An trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là trận đấu giữa U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Học viện Bóng đá Nidofood đã chính thức được bắt đầu. Với sự có mặt của Đặng Quang Tú hay Trần Ngọc Ánh ở trên hàng công. Ngay pha đầu tiên là một cơ hội, suýt chút nữa thì sẽ có một pha đánh đầu. Bóng đã vắt ngang qua khung thành của Học viện Bóng đá Nidofood. Cú sút, đó là cú sút của Trần Mạnh Quỳnh. U21 Sông Lam Nghệ An dường như đang không giấu giếm ý đồ chơi phủ đầu ngay ở những phút thi đấu đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay là rất quan trọng. Vì vậy mà cả Sông Lam Nghệ An và Học viện Bóng đá Nidofood đều rất thận trọng. Như vậy là đã có một quả penalty cho Học viện Bóng đá Nidofood. Trọng tài đã rất dứt khoát. U21 Học viện Bóng đá Nidofood đã có được lợi thế và cơ hội để mở tỷ số trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào tài năng của Nguyễn Văn Bá. Như vậy là Học viện Bóng đá Nidofood đã mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 11 từ một tình huống penalty. Trần Mạnh Quỳnh đánh đầu, một đều cho U21 Sông Lam Nghệ An. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi ai sẽ là cầu thủ xuất hiện trên bảng tỷ số. Không cần phải chờ đợi lâu. Từ một quả phạt góc chứ không cần phải penalty, đó là đội trưởng mang áo số 3 Thái Bá Sang. Quả phạt góc của Trần Mạnh Quỳnh là rất vừa vặn. Và Thái Bá Sang với kinh nghiệm của mình, cầu thủ Sông Lam Nghệ An rất chịu khó áp sát ngay bên phần sân của đối phương. Và ngay cả Lê Thành Lâm cũng dâng cao lên để có một cú sút. Đây rồi, cầu thủ của Sông Lam Nghệ An đang ngã nhưng trọng tài không cho rằng đó là một tình huống phạm lỗi. Văn Bá đã xử lý rất gọn gàng. Một Văn Bá có phong thái và thể hình rất giống với Nguyên Mạnh. Được chuyền tốt, Trần Quốc Thành. Trần Ngọc Ánh phạm lỗi rồi, dường như đó là một pha phạm lỗi của câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An. Ngoài ra còn có kênh YouTube Sông Lam Nghệ An Football Club và kênh sóng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam Báo Thanh Niên, đơn vị tổ chức giải. Được chuyền tốt nhưng không, đó là một pha bóng đã việt vị. Nghệ An còn có cả Bình Dương và Học viện Bóng đá Nidofood. Thì đây là một bảng tử thần. Trần Quốc Thành, cú sút hoàn hồ Trần Quốc Thành, nhưng cũng phải dành những lời khen cho thủ môn của Học viện Bóng đá Nidofood. Cú sút ở một vị trí rất khó nhưng Trần Quốc Thành vẫn đưa ra một pha kết thúc. Trần Ngọc Ánh quả tạt gôi không thể dứt điểm, rất đáng tiếc. Trần Quốc Thành dường như cũng giật mình bởi tình huống phòng ngự hớ hênh của hậu vệ Học viện Bóng đá Nidofood nên anh không có được sự chủ động.
Cú sút rồi xà ngang của Trần Mạnh Quỳnh. Nếu như đó là một bàn thắng thì sẽ là một siêu phẩm. Chắc chắn là như vậy. Một pha xoay người và dứt điểm ở một vị trí rất khó. Chỉ có may mắn mới cứu thua cho Học viện bóng đá Nutifood trong tình huống vừa rồi. Rất đáng tiếc. Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.